Xin chào các bạn, mình là Hà Thái. Chào mừng các bạn đến với kênh radio của mình, nơi những tác phẩm văn học, những câu chuyện đời thường sẽ được chia sẻ qua giọng đọc của Hà Thái. Trong chương trình ngày hôm nay, xin mời các bạn cùng thưởng thức những áng văn ẩm thực của nhà văn Vũ Bằng. Và có lẽ nhắc đến Vũ Bằng, người ta không thể không nhớ đến tác phẩm Món Ngon Hà Nội. Với những người xa quê hương, chỉ cần đọc qua những câu chữ mà Vũ Bằng tả về món ăn Hà Nội, cũng như cảm thấy hương vị quê hương đang hiện ngay ở trước mặt. Sau đây, Hà Thái sẽ cùng các bạn thưởng thức những món ăn đặc trưng nhất của Hà Thành. Đầu tiên, tất nhiên rồi, chính là phở. Phở bò, món quà căn bản. Sao lại là quà căn bản? Vâng, chính thế. Người ta có thể nói rằng người Việt Nam có thể không ăn bánh bao, bánh bẻ, có thể không ăn màn thắn hay mì, có thể không ăn xôi lúa, nhưng chắc chắn là ai cũng đã từng ăn phở. Rẻ lắm, theo giá trị của đồng bạc bây giờ, 5 đồng một bát phở, mà 3 đồng cũng được một bát phở ngon như thường. Vì thế, từ cô bán hàng trong một cửa hiệu buôn cho đến một ông công chức, từ một bà mệnh phụ, nhà có cửa võng sơn son thiếp vàng, đến một người thợ vắt mũi không đủ nuôi miệng, ai cũng ăn bát phở. Ngon miệng thì ăn hai, riêng tôi thì tôi đã từng thấy có người điểm tâm buổi sáng tới 3 bát liền, mỗi bát 8 đồng, vị chi 24-25 đồng bạc. Thật thế, phở đối với một hạng người không còn là một món ăn nữa, mà là một thứ nghiện như nghiện thuốc lào, thuốc lá, trà tươi, thuốc phiện. Ngay từ ở đằng xa, mùi phở cũng đã có một sức huyền bí quyến rũ ta như mây khói chùa Hương đẩy bước chân ta, thúc bách đa phải trèo lên đỉnh núi để vào chùa trong rồi lại ra chùa ngoài. Ta tiến lại gần một cửa hàng bán phở, thật là cả một bài trí nên thơ. Qua lần cửa kính, ta đã thấy gì? Một bó hành hoa xanh như lá mạ, dăm quả ớt đỏ buộc vào một cái dây, vài miếng thịt bò tươi và mềm, chín có, tái có, sụn có, mỡ gầu có, vẻ cũng có. Người bán hàng đứng thái bánh, thái thịt luôn tay, thỉnh thoảng lại mở nắp một cái thùng sắt ra để lấy nước dùng chan vào bát. Một làn khói tỏa ra khắp gian hàng, bao phủ những người ngồi ăn ở chung quanh trong một làn sương mỏng, mơ hồ như một bức tranh tàu vẽ những ông tiên ngồi đánh cờ ở trong rừng mùa thu. Trông mà thèm quá, nhất là về mùa rét, có gió bấc hiu hiu. Mà thấy người ta ăn phở như thế thì chính mình đứng ngoài cũng thấy ấm áp ngon lành, có ai lại đừng vào ăn cho được. Ấy vậy mà, người sành ăn phở, người ăn phở kỹ càng, không thể dễ tính. Nhất tề bước vào một cửa hiệu phở thứ nhất nào để mà ăn liều ăn lĩnh. Bởi vì những người sành ăn đó thường không tin gì cho lắm ở những hàng phở mở cửa hàng. Người ta bảo rằng phần nhiều những hàng phở mở hiệu như thế, nước dùng không được ngọt, hoặc có ngọt là cái ngọt của mì chính, chứ không phải là cái ngọt của xương bò. Ấy là chưa nói rằng lại còn cửa hiệu phở quá vụng về, muốn có nước dùng ngọt lại cho thêm đường vào nữa. Ăn phải một bát phở như thế, không những tiếc tiền mà lại còn thấy phí phạm cả cái công ăn, đến sinh ra lợm giọng, bực mình là khác. Vì thế, người ăn phở muốn cho thật đúng cung cách, phải thăm dò, phải điều tra, phải thí nghiệm kỹ càng rồi mới ăn. Mà một khi đã chịu giọng rồi, ta có thể tin chắc rằng người đó sẽ là một người khách trung thành, cũng như một người đàn ông nghệ sĩ trung thành với hơi hướng của một người yêu, cũng như một người chồng mê vợ vì vợ đã có tài làm một hai món ăn khéo, ăn vào hợp giọng. Chính vì lẽ đó, chúng ta đã từng thấy có những người vất vả vì ăn phở. Trước kia còn thái bình, ta đã từng thấy có buổi sáng hàng trăm người chen chúc khổ sở vào cái ngõ con bề ngang không quá một thước ở phố Hàng Khay bên cạnh nhà bác Si Nha, hay xuống tận đằng sau chợ Hôm trong một cái quán lá tồi tàn để thưởng thức cho kỳ được một hay hai bát phở mới yên tâm. Thời đó nổi tiếng có anh phở sứt sáng lập ra món phở giò, lấy thịt bò cuộn lại như cái dăm bông rồi thái mỏng từng khoanh nhỏ điểm vào với thịt. Phở nhà Thương Phủ Doãn ăn được nhưng nước hơi nhạt. Phở Đông Mỹ ở phố mới ăn êm nhưng tẩy gừng hơi quá tay. Phở Cống Vọng kéo xe ngon nhưng nước dùng hơi hôi. Phở Mũ Đỏ ở đằng sau miếu chợ Hôm vô thưởng vô phạt ăn khá nhưng chưa có gì quyến rũ. Còn một anh phở nữa là anh phở Tàu Bay, lúc đó cũng nổi tiếng lắm. Sáng sáng
người ta đứng đầy cả ra ở ngã ba đầu Hàm Long, xế cửa sở Hưu Bổng để mà tranh nhau ăn. Như thể lúc mới hồi cư, người ta tranh nhau đứng lĩnh bồng sữa, bồng vải vậy. Thịt mềm, nước cũng đã ngọt, nhưng thật ra thì chưa có thể gọi là chắc tuyệt. Phải đợi đến lúc hồi cư về, ta mới thấy phong trào phở tiến nhanh và tiến mạnh như thế nào. Họa Hoàn về phía chợ đuổi mới thấy một hai hàng phở xe, còn thì là phở gánh và phở hiệu. Một gian nhà đổ căng một cái bạt, bắc vài cái ghế, một cổng đình chắn một tấm phên tre, một cái ngõ che mấy tấm tôn và kê một hai tấm ghế dài. Thế là đã thành ra một cửa hàng rồi, ngồi ăn được mà rất có thể lại ngon lành là khác. Bởi vì ta phải biết rằng người đi ăn phở, nói cho thật đúng nghĩa chứ ăn phở không kỳ quản lắm đến sự bài trí của chỗ ăn, cũng như người ăn thuốc viện, nghiện tiệm không cứ là phải nằm hút ở một chỗ sang trọng, có dọc đẹp, đèn pha lê và tiêm móc làm bạc. Nếu ta đã từng thấy có những người giàu có, nghiện thuốc viện, chui vào những cầu gác bẩn thỉu, hôi hám để ăn thuốc mới thấy đã thèm, thì ta lại cũng đã thấy biết bao nhiêu người sang trọng lần mò tới chỗ rất tồi tàn để ăn cho được một hai bát phở. Đó là do người ăn phở sành hầu hết chỉ chú tâm đến cái điểm chính là phở mà thôi, chứ không quan tâm đến ngoại cảnh làm gì. Điều cần thiết là bánh phải mỏng và dẻo, thịt mềm và nhất là nước dùng phải ngọt. Ngọt kiểu chân thật, nghĩa là ngọt nhiều vì xương, tẩy vừa vặn không nồng mà cha lại vừa mắm muối, không mặn quá mà không nhạt quá. Đạt được mấy điểm đó tức là ta ăn phở được đấy. Vào khoảng năm 1948-1949, phở Phú Xuân ở phố Riso ăn được, đồng thời có phở Đông Mỹ, phở Tứ, phở Táo Bay, bây giờ đã dọn thành cửa hiệu, và một ít hàng nữa mà ta không kể hết. Nhưng phở nào hình như cũng chỉ có một thời. Vì thế, nhiều hiệu và nhiều gánh phở có tiếng bây giờ nằm ngủ ở trên danh vọng. Người ta nghiệm thấy điều này. Phần nhiều hàng phở lúc còn gánh thì ngon, mà dọn thành cửa hàng rồi thì kém. Có phải đó là vì trình mảng trong sự cố gắng hay là vì thành kiến của người ăn? Duy ta có thể chắc được điểm này là một hàng phở đương làm ngon mà sút kém đi thì chỉ trong một tuần lễ, nửa tháng, cả Hà Nội đều biết rõ. Trái lại, mới có một hàng phở nào làm ăn được thì cũng chỉ dăm bữa, 10 ngày là cả Hà Nội cũng đổ xô ngay đến mà nếm thử. Không cần phải quảng cáo lên nhật báo lấy một dòng. Âu, đó cũng là một điểm đặc biệt trong thương trường vậy. Nhiều người cho rằng sở dĩ thế ấy là vì món phở đứng cao hơn mọi sự lừa bịp của thời này. Phở ngon là ngon, chứ không thể lừa dối người ta được. Mà lừa dối làm sao? Một người lầm, nhưng không thể 1.000 người lầm được. Người ta ăn phở có phải tiêu hóa rồi mà thôi đâu? Không. Cũng như đọc một áng văn hay, gấp sách lại mà còn dư âm phảng phất, còn suy nghĩ, còn trầm mặc. Người ta ăn phở xong cũng đắn đo ngẫm nghĩ, rồi có khi đem thảo luận với anh em, nhất là các công chức và các tay thương gia, rỗi thì giờ thì lại luận bàn kỹ lắm. Thì ra, phở không những là một món ăn, một sự thích thú cho khứu giác, mà còn là một vấn đề ăn phở, vấn đề làm phở. Muốn thấu triệt hai phương diện của vấn đề, chúng ta cần phải bỏ mấy tiếng đồng hồ lên trước cửa trường hàng than để quan sát một hàng phở nổi danh nhất bấy giờ, phở Tráng, mà có người yêu mến quá mức đã gọi, chẳng biết đùa hay thực, là vua phở 1952. Tráng là tên ông vua phở này, nhưng người ta không gọi anh bằng tên, cũng như người ta ít khi gọi những hàng phở ngon bằng tên của người bán, mà gọi bằng tên phố người bán phở đứng bán. Như phở Tráng thì gọi là phở hàng than, phở Sứt thì gọi là phở hàng khay, hoặc gọi xuất hiệu như phở lùn, phở cụt, phở mũ đỏ. Hoặc gọi bằng đặc điểm nào đó của cái cửa hàng, phở xe đầu hàng cá, hoặc gọi bằng tên tự như phở Đông Mỹ, phở Tân Tân, Phú Xuân. Và có khi lại gọi bằng một cái tên phù hiệu như phở tàu bay, tàu bò. Vậy thì ông vua ấy tên là Tráng, nhưng người ta vẫn gọi là phở hàng than. Hình thù vóc dáng của anh ta trông thật nản. Người gầy, môi hơi thưỡi, mắt thì lờ đờ như người chết rồi. Bất cứ lúc nào nhìn thấy anh, ông cũng cảm giác đó là một người vừa thăng đồng, đương sống trong một cái thế giới u minh. Thêm vào đó, lại bịt ở trên đầu một cái mù xoa trắng, trông mới lại càng thiểu số. Người đâu mà lại lì xì đến thế là cùng. Hàng 7-50 người, hàng 8-90 người, đứng vòng lấy gánh hàng của anh ta, chật cả một cái hè đường để mua ăn, để đòi ăn. Phải, họ đòi ăn thật, mà anh ta cứ làm như thể không trông thấy gì,
không nghe thấy gì. Anh ta cứ thản nhiên thái thịt, dốc nước mắm, dưới nước dùng. Ai đợi lâu, mặc. Ai phát bẩn lên, mặc. Mà ai chửi, anh ta cũng mặc. Đi ô tô đến ăn cũng thế, mặc áo vải đến ăn cũng thế. Các bà các cô đẹp đáo để, đến ăn cũng thế. Anh ta không đặc biệt riêng với ai, kể cũng dân chủ đấy. Nhưng có nhiều bà tức vì anh ta không định đầm. Ghét quá, thế thì thuê một cái nhà rộng, mượn thêm người làm có phải lợi không? Hay là điều đình với xưởng củi để người ta bán cho một gian, bày mấy cái bàn cái ghế, có người trông nom, tính tiền cẩn thận, có phải không mất mát không? Mặc cho ông ta cứ nói, anh phủa tráng không trả lời, nhất là không bao giờ cười. Trông mà lộn ruột, muốn tát cho một cái. Chết một nỗi, ghét người thì thế, nhưng đến gái phở của anh ta muốn ghét, không tài nào ghét được. Có ai chen chúc vất vả, hò hét đứt hơi, được một bát phở của anh ta mà lại chưa ăn ngay, còn dừng lại một phút để ngắm nghía, phân tách bát phở đó ra thế nào không? Thật là kỳ lạ, bánh phở không trắng và dẻo hơn, thịt thì cũng chẳng nhiều, nhưng mà làm sao ngon lạ, ngon lùng đến thế? Chưa ăn đã biết là ngon rồi, cứ nhìn bát phở không thôi cũng thú. Một nhúm bánh phở, một ít hành hoa thái nhỏ, điểm mấy ngọn rau thơm xanh biêng biếc, mấy nhát gừng màu vàng thái mướt như tơ, mấy miếng ớt mỏng vừa đỏ, màu hoa hiên vừa đỏ sẫm như hoa lựu, ba bốn thứ màu sắc đó, cho ta cái cảm giác được ngắm một bức họa lập thể của một họa sĩ trong phái văn nghệ tiền tiến. Dùng màu sắc hơi lố lỉnh, hơi bạo quá nhưng mà đẹp mắt. Trên tất cả mấy thứ đó, người bán hàng bây giờ mới thái thịt bò từng miếng bày lên. Đến đây thì Tráng không nói năng gì, nhưng tỏ ra biết chiều ý khách hàng một cách đáng yêu. Ông muốn xơi chỗ thịt nào cũng có, vè, sụn nạm, mỡ gầu, mỡ lật, vừa mỡ vừa nạc, vừa nạm vừa sụn. Thứ gì anh ta cũng chọn cho kỳ được, vừa ý ông, miễn là ông đến xơi phở, đừng muộn quá. Ăn phở chín thì như thế là xong, chỉ còn phải lấy nước dùng và rắc một chút hạt tiêu hay vắt mấy giọt chanh, nếu không thì là tí giấm. Nếu ông lại thích vừa tái vừa chín, thì trước khi dưới nước dùng, anh Tráng vốc một ít thịt tái đã thái sẵn để ở trong một cái bát ô tô, bày lên trên cùng rồi mới dưới nước dùng sau. Thế là bài thơ phở viết xong rồi đấy, mời ông cầm đũa. Húp một tí nước thôi, đừng nhiều nhé, ông đã thấy tỉnh người rồi phải không? Nước dùng nóng lắm đấy, nóng bỏng dễ lên, nhưng ăn phở có như thế thì mới ngon. Thịt thì mềm, bánh thì dẻo, thỉnh thoảng lại thấy cay cái cay của gừng, cay cái cay của hạt tiêu, cay cái cay của ớt, thỉnh thoảng lại thấy thơm nhẹ nhẹ cái thơm của hành hoa, thơm hăng hắc cái thơm của rau thơm, thơm dịu dịu cái thơm của thịt bò tươi và mềm, rồi thì hòa hợp tất cả những vị đó lại, nước dùng ngọt cứ lừ đi, ngọt một cách hiền lành, êm dịu, ngọt một cách thành thực, thiên nhiên, không có chất gì là hóa học. Không, ông phải thú nhận với tôi đi, có phải ăn một bát phở như thế thì khoan khoái quá phải không? Quả vậy, ăn một bát phở như thế phải nói rằng có thể lâm ly hơn nghe thấy một câu nói hữu tình của người yêu. Ăn một bát phở như thế, thú có thể ví như sau một thời gian xa cách, được ngã vào vòng tay của một người vợ đẹp mà lại đa tình vậy. Y hẳn cũng có người cảm giác như tôi, cho nên biết bao nhiêu bận đứng chờ làm phở, tôi đã thấy những người đàn bà, đàn ông, người trẻ, người con bừng lấy bát phở mà đôi mắt sáng ngời lên. Người ta chờ lâu thì bực thật đấy, nhưng cũng vẫn chờ cho được. Tưởng như đã đến mà không được ăn thì chính mình lại phải tội với mình, vì đã đánh lừa thần khẩu. Hay nói một cách khác, đến đấy mà không cố ăn cho kỳ được thì rồi sẽ hối hận như một người tình đã để lỡ cơ hội chiếm người yêu. Nhưng mà dù thiết tha đến bực nào, ông cũng rất có thể một hôm nào đó bị ra về mà không được ăn dù một bát thôi. Ấy là vì chỉ độ 9 giờ, 9 rưỡi thì thường là phở hàng than đã hết. Cho nên những người thật nghiện phở thường vẫn rủ nhau đi ăn phở sớm. Theo lời họ nói lại, muốn thưởng thức hoàn toàn hương vị phở hàng than cần phải dậy đi ăn từ 6 giờ và lúc trời chưa sáng hẳn. Lúc đó trời mờ mờ chưa rõ mặt người, phố xá họa hoàn mới có dăm ba người qua lại. Anh đi ăn sẽ thấy một cái thú khác lạ nữa là ăn ngon trong tịch mịch, ăn ngon trong không khí trong lành. Khách chưa có ai, anh muốn ăn kiểu gì, muốn xơi chỗ thịt nào, muốn dùng nước thịt bò tươi dưới lần bánh, muốn có mỡ lật, mỡ gầu, muốn nước trong hay béo, thả hồ mà hạch. Anh sẽ được như ý và anh sẽ vừa ăn vừa nhìn mấy thanh củi tạ ở trong lò kêu lách tách,
và bắn ra ngoài trời rắc rỡ những hoa lửa vi ti màu đỏ tươi. Dù sao, ta cũng phải nhận rằng đến vấn đề ăn phở thì người Việt Nam quả là khó tính lạ lùng. Một người bạn đã từng nếm đủ hương vị của tất cả những hàng phở danh tiếng ở Hà Thành khoảng 30 năm trở lại đây, một hôm cho tôi biết rằng đến cái năm 1952 này, phở hình như đã tiến tới chỗ tuyệt đỉnh của nó rồi, cũng như một bản nhạc tuyệt kỹ, không chê vào đâu được, nghĩa là không thể thêm một món gì hay giảm một món gì. Theo anh ta, thì phở mà cho Maggi vào thì rất hỏng mà quấy, lạp chiếu trương vào cũng lại dở vô cùng. Phải hoàn toàn gia vị Việt Nam mới được, hồ tiêu bắc, chanh ớt, hành hoa, rau thơm hay là một tí mùi, thế thôi, ngoại giả cấm hết, không có thì là tục đấy. Có người kể chuyện rằng trước đây 10 năm, 20 năm đã có một hàng phở ở phố mới tìm lối cải cách phở, cũng như Nam Châu, Phùng Há, dạo nào cải cách cải lương Nam Kỳ, tung ra sân khấu những bản đe đơ giả múa. Họ cho mà dầu và đậu phụ vào phở, nhưng cố nhiên là thất bại. Sao còn có người làm phở cho cà rốt thái nhỏ, hay làm phở ăn đệm với đu đủ, dấm dấm hoặc là cần tây. Nhưng thầy thầy đều hỏng bét vì cái bản nhạc soạn thừa thãi như thế, nó không êm giọng chút nào. Một chú khách ở chợ hôm chuyên về lối phở nhừ, bánh thì thái to, thịt thì thái con cơ hầm chín, nước cho húng liều, một dạo cũng đã làm cho người nói tới. Song những người sành phở chỉ dùng một vài lần thôi, vì không những đã không có vị phở, thịt ăn lại bã, mà nước thì đục và ngấy quá. Một hàng phở ngon là một hàng phở ăn một bát, lại muốn ăn hai, và nếu còn sức ăn nữa thì phải ăn ba không thấy chán. Gặp phải ngày ta xem mình, người mùi thịt thấy sợ, hàng phở ngon vẫn có thể làm cho ta ăn ngon miệng với một bát phở chay, chỉ có bánh và nước thôi, làm như thế mà ngon, thế mới là ngon đấy. Thực ra, điều quan hệ trong một bát phở là cái bánh. Nhưng thứ nhất, như trên kia đã nói, cần phải có nước dùng thật ngọt, bí quyết là ở chỗ đó. Và tất cả những hàng phở ngon đều giữ cái bí quyết ấy rất kín đáo, y như người tàu giữ của. Vì thế cho nên, trong làng ăn phở, vấn đề nước vẫn là một vấn đề then chốt để cho người ta tranh luận. Một bát phở vừa tái vừa chín ngon, chưa đủ để định giá trị của hàng phở được. Muốn biết chân giá trị của nó, theo lời người biết ăn phở, phải là thứ phở chín không thôi. Phở chín mà ngon thì mới thật là ngon đấy. Hầu hết, người ta đều nhận thấy rằng muốn có một nồi nước dùng ngon cần phải pha mì chính, nhưng chưa chắc thế đã hoàn toàn là phải. Thuyết cho đường nhất định là bị loại rồi. Có người cho rằng phải cho nhiều đầu cá mực bò vào, có người chủ trương cần phải có thứ nước mắm tốt, lại có người quả quyết với tôi rằng cần phải có nước dùng ngọt, không thể thoát được món cua đồng. Cua đồng giã nhỏ ra, lọc lấy nước, cho vào hầm nhiều với xương ống. Nhưng phải chú ý tẩy cho thật khéo, mà cũng đừng ninh kỵ quá sợ nồng. Đến bây giờ, ai đã thật biết cái bật mí ấy chưa? Riêng tôi cũng đã tìm tòi suy nghĩ rất cẩn thận mỗi khi trịnh trọng nâng một bát phở lên ăn. Thú thực, tôi vẫn chưa biết rằng trong tất cả những giả thuyết về phương pháp làm nước dùng phở, người ta kể ra đó, giả thuyết nào là đúng. Kết cục, tôi đã gạt bỏ tất cả những sự băn khoăn đó sang một bên và không buồn nghĩ nữa, vì tôi thấy rằng ăn một miếng phở, húp một tí nước dùng ngon, thỉnh thoảng điểm một lá thơm hàng ngát mà không biết tại sao phở lại ngon như thế thì có phần hứng thú hơn là mình biết rõ ràng quá cái bí quyết ngon của phở.